Vâng, Lúa xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trường Đại học Trà Vinh khu 1. Và sẵn thì mình có nhận một cái đợt quảng cáo miếng đất mặt tiền đường Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang có mặt ở đường Đồng Khởi rồi. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một miếng đất mặt tiền đường Đồng Khởi, cách chợ khoảng 500m, cách trường học Minh Trí khoảng 1,5 cây và cách chợ lớn Trà Vinh khoảng 2,5 cây, cũng như là cách trường Đại học Trà Vinh khu 1 khoảng 2,5 cây luôn. Mua miếng đất này vừa đầu tư vừa xây một cái nhà nhỏ nhỏ cho con em chúng ta theo học những ngôi trường điểm của trung tâm thành phố Trà Vinh và có thể theo học tại trường Đại học Trà Vinh khu 1 luôn, sẵn đầu tư sinh lời cho tương lai. Thì đối với thị trường bất động sản ở tỉnh Trà Vinh thì hiện tại có xu hướng là đang giảm giá do những cái ngân hàng đang nói chung là siết chặt về hoạt động cho vay bất động sản, thành thử ra bất động sản đang giảm giá rất là mạnh luôn. Và điển hình như một miếng đất ngày hôm nay mình chuẩn bị giới thiệu với mọi người, giá bán đang cần tiền, cho nên đây là một cái giá gần chốt. Đưa ra cái giá gần chốt cho mọi người chỉ thương lượng nhẹ về mặt giấy tờ thôi. Đất hiện tại đang xây dựng hàng rào kiên cố xung quanh đất trị giá 150 triệu rồi. Cho nên ai muốn mua và muốn sở hữu thì đừng ngần ngại gọi ngay số hotline để xem đất, xem có hợp phong thủy hay không. Đất này là phong thủy mát ha. Đất có hướng đông. Và cái tổng diện tích của nó thì cũng khá là lớn, 320 m². 320 m², đất tương đối bằng phẳng mặt tiền đường nhựa ở phía ngoài. Thì đây là đường Đồng Khởi, xin nhắc lại đây thuộc đường Đồng Khởi và nó thuộc phường 9 thành phố Trà Vinh. Những ai muốn mua và muốn sở hữu cũng như có nhu cầu quảng cáo clip như thế này dao động từ 500 cho tới 1 triệu thì hãy liên hệ với mình. Nói chung ra 500 1 triệu không đáng là bao. Quan trọng nhất của một cái clip review đất như thế này là mọi người hãy cho mình cái giá bán cần tiền. Nếu mà giá bán cần tiền sẽ bán rất là nhanh. Có nhiều người cho cái giá rất là ảo. Thấy ở xóm vừa mới bán được miếng đất 500 triệu, cái kêu lên 600 triệu rồi khỏi bán luôn. Người ta bán 500 triệu nhưng mà đất người ta có thổ cư đó, và là đất người ta cây lâu năm. Còn đất của mình đất lúa mà cũng đòi 500 triệu thì thôi, 10 năm sau cũng chưa bán được nè mọi người. Thành thử ra đến với mình là hãy cho mình giá bán cần tiền, đừng có cho giá bán quá cao. Còn 500 1 triệu thì nói chung ra chỉ là tiền xăng để dẫn khách đi coi thôi mọi người. Người ta có một câu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi trước là đồng tiền hên. Ra tiền đi mọi người, chúng ta mới thu lợi được tiền. 79, 78, ông thần tài, ông thổ địa luôn luôn theo dõi chúng ta. Vâng, và cũng sắp tới vị trí mảnh đất này rồi. Thì một lần nữa mình xin nhắc lại, đất thuộc phường 9 thành phố Trà Vinh, ngang 6, dài 53, trừ mốc lộ giới 3m, còn lại 50. Đất có sẵn hàng rào kiên cố xây dựng xung quanh và có sẵn cho mình 43 m² thổ cư, còn lại 277 m² là đất cây lâu năm. Mua xong chuyển thổ cư lên, cái nữa là cất cho mình một căn nhà thật là khang trang. Bên mình có nhận chuyển thổ cư luôn đó, mọi người yên tâm về cái lĩnh vực đó, có nhận chuyển thổ cư và có nhận sang tên sổ đỏ cho mọi người luôn. Sẵn đây thì mình xin giới thiệu thêm, những ai đang có đất nhưng mà mất giấy tờ đất, mình nhận làm giấy tờ đất luôn với giá cả vô cùng phải chăng. Ví dụ như là mất giấy tờ lâu năm hoặc là sổ đỏ hết hạn sử dụng, tại vì đất lúa thì có hạn sử dụng ha, hết hạn sử dụng mình nhận làm lại luôn. Tất cả các loại giấy tờ liên quan đến đất đai có nhận làm hết với giá cả tùy theo hiện trạng và tùy theo cái độ khó. Rồi, cũng gần tới miếng đất rồi thì mình xin nhắc lại vị trí cũng như là lợi thế của miếng đất này là nó mặt tiền đường Đồng Khởi, gần chợ phường 9, cách chợ phường 9 khoảng 300m, gần trường Minh Trí, cách trường Minh Trí 2 khoảng 1,5 cây, cách trường Đại học Trà Vinh khu 1 khoảng 2,5 cây và cách chợ lớn Trà Vinh hay trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 2,5 cây luôn. Đây là cái chợ nhỏ phường 9 hồi nãy mình mới nói nè. Đó, chạy qua cái chợ nhỏ này khoảng 300m bên phía bên tay phải là tới được miếng đất. Đất này có hướng đông ha, xin nhắc lại đất này thuộc hướng đông. Phường 9 thành phố Trà Vinh, ngang 6 dài 53,5,
53 mét mấy lần đó, nhưng mà trừ độ giới ra thì còn lại khoảng 50 mét mấy, 43 thổ, còn lại cây lâu năm. Giá chủ cần tiền xin nói luôn là 1 tỷ 700 triệu. Mình xin nói luôn cái giá chốt cho mọi người luôn rồi đó, giá chốt là 1 tỷ 700 triệu, chỉ thương lượng nhẹ về mặt giấy tờ. Rồi xin nhắc lại ha, đất thuộc phường chính, đất có hướng đông, gần chợ, gần trường học, gần trung tâm, cách trường đại học Trà Vinh khu 1 khoảng 2 cây rưỡi, cách khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh khoảng 6 km. Đó, đối diện cái 7 chi 2 này, nhìn xéo xéo qua đây có một miếng đất. Xin nhắc lại, ngang 6, dài 53, có vỉa hè, trừ mốc lộ giới 3 mét, còn lại khoảng 50. Giá bán 1 tỷ 700 triệu, chỉ thương lượng nhẹ về mặt giấy tờ. Liên hệ 0909840707 để xem đất và chốt giá cùng với chính chủ. Đó, đất khá là đẹp nha mọi người. Bên hông có căn nhà của ta, nói chung là đây là khu vực dân cư. Đối diện cái miếng đất này là cái sông Long Bình. Đối diện là sông Long Bình ha, vừa qua đất người ta là tới sông Long Bình. Hướng mát nha mọi người, hướng đông là hướng mát. Ai thuộc hướng đông, ai thích hướng đông, mua miếng đất này đó, để đầu tư, để cho con em chúng ta theo học. Học xong năm sau, năm tới, năm kia, năm kia, năm kia bán lại vẫn sinh lời bình thường. Rồi xin nhắc lại một lần nữa để chúng ta nắm ha. Mình nhận quảng cáo một cái clip như vậy 500-1 triệu, tùy theo mức độ xa hay gần và có để số điện thoại trực tiếp của chủ nhà lên bán cùng với người mua hay không. Thêm cái nữa là nhận về cầm cố ký gửi nhà đất Trà Vinh luôn. Và nhắc lại miếng đất này, ngang 6, dài 53, 53 mét mấy lần á, trừ 3 mét lộ giới, còn lại 50. Đất đã xây dựng hàng rào kiên cố xung quanh đất. Giá 1 tỷ 700 triệu, liên hệ 0909840707. Chạy thẳng đường này là sẽ tới được ngay chỗ bến xe phường chính. Rẽ về bên hướng bên tay phải sẽ tới được sân vận động mới của tỉnh Trà Vinh. Đó, và gặp thêm một cái nữa đó chính là cụm khu công nghiệp Tân Ngại. Đó, rất là ok luôn nha mọi người. Đầu tư đi, đầu tư tại thời điểm này có lợi, tại vì giá đất hiện tại đang xuống đỉnh điểm của nó rồi. Đó, cho nên những ai đầu tư tại thời điểm này hầu như đây là một lợi thế rất là ok luôn. Đó, thì mình xin nhắc lại số hotline để chúng ta liên hệ là 0909840707 để chốt đất và chốt giá cùng với chủ. Giá bán xin nhắc lại một lần nữa là 1 tỷ 700 triệu. Giá này là giá gần chốt.